Hai hai, Mận xin chào tất cả mọi người nha. Đến giờ ăn trưa thì phải tranh thủ ăn thôi mọi người. Thì hôm nay Mận ăn trưa Mận tranh thủ Mận mua cái hamburger. Ở bên này, ở bên Đức này á, mà muốn ăn cái đồ mà rẻ nhất, tiết kiệm nhất á, là chỉ có hamburger, shitburger thôi nha mọi người. Của Kinh á. Thì một cái này đồng mấy á, Mận mua ba cái. Mận lấy thử ở trong này là Mận kêu ổng bỏ có đúng không biết. Mận mua ba cái, một hai cái hamburger. Hai cái hamburger và một cái cheeseburger. Tổng cộng 5 đồng 30 sen. Quá rẻ đúng không mọi người? Thì ai ăn nhiều thì mua nhiều, ai ăn ít mua ít, nhưng mà nói chung là một bữa ăn mà mua cái hamburger cheeseburger thì mua cái loại này thì nó rẻ. Chứ còn nếu mà mình mua cái loại mà bự kia nè, tới 90 đồng cái á, mười mấy đồng cái thì nó hơi đắt. Mận tiết kiệm ăn cái nhỏ nhỏ rẻ rẻ thôi. Tôi giỡn với mọi người chứ cũng không phải tiết kiệm gì. Mà mình thèm cái gì thì mình mua mình ăn cái đó thôi mọi người. Với lại ăn cái này nó cũng tiện. Bây giờ là mình ăn cái hamburger nha. Mời tất cả mọi người nha. Cái hamburger ở đây thì họ làm là ở trong miếng thịt với nước ketchup với chút hành, hành mà hành củ á, người ta sắc hành củ bự, nó không có hăng, nó sơ sơ thôi, thơm thơm, với một hai miếng dưa nè, dưa chua vậy thôi mọi người. Còn lớp ngoài này thì người ta rước cho miếng mấy hạt mè. Mận ơi, mới vừa đọc một cái tin, một cái bình luận, một cái comment của một bạn nhắn cho Mận nha. Xem clip của Mận nhắn cho Mận. Thì giờ sẵn dịp Mận ăn vừa đọc cho mọi người biết luôn. Cái bạn này hỏi Mận làm viết mà không có dấu nha, đọc nó hơi khó khó một chút xíu. Mận ơi, mình nghe nói ở bên Đức không làm cũng có ăn, nhà nước chính phủ nuôi phải không Mận? Nhà nước chính phủ nuôi phải không Mận? Rất mong được Mận chia sẻ đúng sự thật, đỡ mình cũng như mọi người biết thêm về nước bạn. .. Rất cảm ơn Mận chia sẻ. Mình rất thích những video Mận cũng như gia đình Mận chia sẻ cuộc sống ở Đức và cuộc sống của gia đình Xuân Mận. Mến chúc gia đình Mận luôn vui vẻ, hạnh phúc và kênh YouTuber được nhiều người biết đến, có nhiều fan xem ủng hộ. Love là love you á, love gia đình Xuân Mận. Trời ơi, một cái bình luận rất là hay và rất là dễ thương và đáng yêu nữa. Trước tiên thì Mận cảm ơn bạn đã xem ủng hộ cũng như là bình luận. Thì hôm nay Mận sẽ trả lời luôn nha bạn. Ý bạn muốn hỏi là nghe mọi người nó ở bên Đức này là không làm cũng có ăn, chính phủ nước nuôi phải không? Thì hôm nay Mận cũng nói cho bạn biết, có nha. Mận ăn có đói bụng quá. Bạn nghe nói ở bên Đức này không làm cũng có ăn là đúng, chính phủ nuôi đúng, nhưng đúng chỉ là một phần thôi nha bạn. Bây giờ Mận chia sẻ theo những gì mà Mận biết, Mận sống bên nước này Mận biết thì Mận chia sẻ. Còn nếu có gì mà nó kiểu như chưa được hoàn hảo á, thì rất mong mọi người tìm hiểu thêm nha. Nhưng mà những gì Mận nói đây á, là đúng sự thật 100%. Đúng là chính phủ ở bên nước này nuôi không làm cũng có ăn, với một điều kiện. Thứ nhất, chính phủ nuôi không làm phải ăn là những người tàn tật,
những người mất sức lao động, những người già, neo đơn. Nói tóm lại một câu là những người mà không có làm được, mất sức lao động, tàn tật không làm được, thì được chính phủ nhà nước ở bên đất này, họ giúp đỡ hỗ trợ, cũng như họ lo cho chỗ ở luôn, nhà ở, ăn uống sinh hoạt, họ lo từ A đến Z. Và họ trợ cấp á mọi người, cái này gọi là trợ cấp thì có. Chứ không có cái chuyện mà không làm cũng có ăn mà dành cho những người mà còn sức lao động không đi làm mà chính phủ nuôi, không có nha. Không có, Mận khẳng định một điều không có. Ví dụ như giờ Mận nè, còn sức lao động, còn tay, còn chân, còn làm được. Mận giỏi, Mận không đi làm ấy. Mận đến xã hội Mận xin đi. Xã hội nào ở bên đất này mà nuôi Mận? Không có nha mọi người, không có ngay. Đó, Mận khẳng định một điều. Nó như vậy. Bạn hỏi lại những người mà nói với bạn đó, nói với bạn làm ở đất không làm có ăn, hỏi lại ở tình, gọi là cái trường hợp nào, cái tình trạng nào mới được như vậy. Thì đây, hôm nay Mận nói đó. Chứ đừng có nghe tầm bậy tầm bạ. Không có chính phủ nhà nước nào mà tiền đâu người ta bỏ ra mà người ta nuôi không làm mà cũng có ăn. Không có chuyện đó đâu mọi người. Không làm lấy gì ăn. Và có cái trường hợp như thế này nữa nè. Ví dụ như Mận nè, Mận đi làm hàng tháng, Mận đóng vào tiền renter là tiền tiền hưu trí á. Mận làm mini job, Mận làm thêm giờ á, Mận đóng rất là ít. Khi Mận về già thì cái chỗ mà nó thu Mận hàng tháng tiền renter lúc mà Mận đi làm, Mận đóng vô rất ít đấy. Hàng tháng nó tính nó trả cho Mận, ví dụ như chẳng hạn 200-300 đi, thì cái tiền đó không đủ một mức sống cho một con người sống ở bên đất này, không đủ tiền mướn nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn uống, không đủ nha mọi người. Cho nên là đi ra xã hội xin thì xã hội nó kiểm tra xong nó sẽ trợ cấp cho mình, nó phụ giúp cho mình thêm cái tiền mướn nhà cũng như là tiền ăn, tiền sinh hoạt đủ một tiêu chuẩn của một người. Ví dụ như chính phủ đưa ra là một người trung bình mà một tháng á, là tiêu ví dụ như chẳng hạn như là ăn ngay 300 thì nó trợ cấp cho 300. Và nhà ở một người ở là được bao nhiêu mét vuông thì nó sẽ mướn nhà cho mình ở. Đó. Nhưng nếu như mà bạn có thu nhập, bạn có thu nhập ví dụ chẳng hạn như là về hưu ấy, là mình có cái tiền renter là tiền già mình nhận được 300 đi, thì đủ cái tiền ăn mình, thì nhà nước chính phủ sẽ hỗ trợ giúp mình tiền mướn nhà, chứ không có phải là cho hết tất cả nha mọi người. Nha mọi người phải nhớ rõ không? Mận nói nó hơi lằng hoằng nhưng mà rất mong mọi người hiểu. Người ta giúp. Ví dụ chẳng hạn như bạn bị thất nghiệp hay bạn làm bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, cái công ty phá sản, hay là bạn nghỉ một cái lý do gì đó, bệnh đau, vô công ty nó không nhận lại, cái bạn khai là bạn bị thất nghiệp, thì xã hội nhà nước nó sẽ giúp đỡ bạn hình như là 6 tháng ha, 3 tháng, 6 tháng, 5 tháng gì đó. Tại vì Mận chưa xảy ra, Mận chưa biết, nhưng mà Mận nghe nói mà đây là đúng nha, chứ không có sai. Đó, mà người ta sẽ hỗ trợ vài tháng để mình ăn trong khi mình thất nghiệp ấy. Là người ta cho, ví dụ chẳng hạn như là cái luật là 3 tháng đi, thì sau 3 tháng đó bắt buộc mình phải đi kiếm việc làm. Nếu như mình không đi kiếm việc làm thì mình nhờ cái chỗ mà giới thiệu việc làm, họ giới thiệu cho mình. Mà nếu lúc đó mình làm biếng đi, mình không đi làm, thì họ cúp luôn, họ không có trợ cấp cho mình đâu nha. Tại vì mình còn sức lao động mà. Đó. Chứ không phải là bạn nghe nói là ở đất là không làm có ăn, xã hội chính phủ nuôi theo tình trường hợp già, bệnh đau không làm được, mất sức lao động, tật nguyền không đi làm được, thì chính phủ mới lo từ A tới Z, mới trợ cấp nuôi, không làm mới có ăn. Đó là đó đó. Chứ còn sức lao động còn đi làm được, chính phủ nào mà nuôi cho bạn? Bạn đóng góp những gì cho chính phủ? Bạn đóng góp những gì cho người ta mà bạn đòi không làm có ăn? Bạn nói mà muốn nghẹn luôn á. Ai nói tầm bậy tầm bạ. Nói chỉ đúng được có một phần à. Nhưng mà cũng đúng chứ không phải sai. Nhưng mà đúng mới có một phần. Mình nói thì mình cũng phải giải thích cho nó rõ ràng.
đỡ người nghe hiểu. Đỡ người nghe hiểu không có bị nhầm lẫn. Nhưng mà bên này á, mấy cái người mà bên tật nguyền á nha mọi người, người ta xét tùy trường hợp nặng hay nhẹ, người ta trợ cấp cao hay thấp tùy theo. Nhưng mà đi ai trợ cấp? Có chứ, chồng trợ cấp, chồng nuôi, không làm cũng khá ăn. Đấy, ơi mọi người, thì Mận cũng chia sẻ cho những ai mà thắc mắc, cũng như là bạn thắc mắc về cái câu chuyện mà không làm cũng có ăn ấy, thì Mận cũng để nói xong rồi. Nếu mà Mận có nói cái gì mà lòng vòng mà mọi người không hiểu á, cứ bình luận dưới video thì Mận sẽ trả lời lại nha. Và những ai mà có câu hỏi gì hoặc có thắc mắc gì thì cứ bình luận cho Mận, để Mận biết, Mận sẽ trả lời hết những gì mà Mận biết hiện tại Mận đã và đang sống ở trên nước Đức này. Thì nếu như những ai mà yêu mến Mận, xem cái clip này, thích gia đình Mận thì đừng quên cho đăng ký kênh, cũng như là like, bấm chuông để xem ủng hộ những cái video tiếp theo nữa nha mọi người. Để Mận có thêm nhiều cái động lực làm nhiều cái video khác nữa, chứ buồn lắm. Buồn gì cũng cố gắng nỗ lực hết sức mình để quay những cái video chia sẻ với mọi người, nhưng mà thấy cũng ít người xem quá cho nên buồn. Thì hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Và kính chúc mọi người là thân tâm thường an lạc, vạn sự đều như ý. Bye bye.